Đây, máy sấy đất này mini rồi con, tắt gãy mini mới trong thùng luôn nè, quá đẹp luôn nè, nguyên bộ nó vậy. Wow, đẹp dữ vậy, tinh vọng vô không? Lái dữ à? Ờ. Không có bánh lái lắm ngon em, phải có bánh lái được. Ủa, có bánh lái bánh gì em? Có bánh lái nghe mấy người. À, lấy trước, lấy trước em ơi. Dòng hãy đập thùng luôn chứ. Nè, đập cái này không đi. Ừ. Đập trước, đập bên thôi, bên được rồi. Bên trước nè. Alo. Chưa, em quên rồi. Em chút lấy địa chỉ lên, gửi địa chỉ em ơi. Nguyên bộ bao nhiêu? 6 triệu rưỡi. Đây nguyên bộ là 6 triệu rưỡi rồi không? Thôi con mua hàng chơi nha. Ngày nào tính ngày đó nha, bữa nay là ngày 29 rồi nha. Chỉ có con mua hàng chơi nè. Tới hết 34 giờ lễ. Gắn cái thứ được không Hùng? Đúng rồi. Ê, có chụp. Alo. Alo. Nhớ rồi mà cho em. Cái gì ngã nghe. Chút ấy. Dạ dạ. Dạ. 6 triệu con này con bán mở hàng lễ 34 chơi cho bà con nè. Rồi. Ê, đinh không em? Em. Đó, nguyên phụ kiện nó 6 triệu nha. Quá đủ đồ luôn, chỉ 6 triệu ngon thôi. Cái nó có chảo đâu.